Thưa quý vị, sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt thành phố. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Quyện Bình Triết dự hội nghị. Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố được cung cấp định hướng thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Tại hội nghị, ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, báo cáo nội dung liên quan đến tình hình hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, thông tin kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kết quả chuyến thăm, hai nước đã ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Sự kiện này một lần nữa khẳng định mạnh mẽ tính đúng đắn và là một kết quả quan trọng và nổi bật của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, đa dạng hóa, đa phương hóa, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách quốc phòng 4.0 của Việt Nam. Đối ngoại đã giữ vai trò rất quan trọng trong việc giữ vững môi trường hòa bình ổn định, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta.